Tập 34. Đội trưởng Phùng, như vậy nghĩa là gì? Cậu xem qua toàn bộ hồ sơ đi, sẽ hiểu thêm về các loại tội phạm, có ích cho khả năng ứng biến của cậu sau này. Được, tôi đem về xem từ từ. Xem ở đây, không mang đi được. Đây là văn phòng của anh mà, có được không? Muốn lười biếng sao? Làm gì có, ngồi xuống. Tôi có một người cha rất đặc biệt. Lúc trẻ ông ấy thường đánh nhau với người khác, đánh đến mức mù một mắt. Giờ thì làm cán bộ rồi, lần nào gặp tôi cũng dạy dỗ, bày ra cái vẻ cán bộ nghiêm khắc. Nhưng ông ấy không lừa được tôi. Tôi cảm thấy ông ấy hồi trẻ hẳn là người sống phóng túng. Giữa tôi và ông ấy như có một thần giao cách cảm. Dù tôi gặp ông ấy không nhiều, nhưng tôi cảm thấy dù tôi ở đây làm gì nghĩ gì, ông ấy đều cảm nhận được. Alo, đi ăn cơm đi. Cảm ơn. Chơi tôi sao? Cũng mệt rồi, đi ăn đi. Cảm ơn nha. Đội trưởng này, tôi vừa gặp ác mộng. Tôi mơ thấy mình có chuyện. Mẹ tôi một mình ở nhà, khóc rất thê lương. Cuộc sống có đôi khi kiên cường, nhưng cũng có lúc rất yếu đuối. Đằng sau mỗi sự cố ngoài ý muốn đều là bi kịch của cả gia đình. Nghề của chúng ta đôi khi phải đặt cược bằng mạng sống của chính mình. Đã khoác lên mình đồng phục này, chúng ta là cảnh sát. Rõ rồi. Đội trưởng này, thực ra anh không cần luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho tôi. Tôi nghe đồng nghiệp nói, năm xưa khi anh dẫn dắt Châu Du,
còn chưa để tâm tới như vậy, tôi sợ đến lúc đó họ lại nói lung tung, nói anh thiên vị này nọ. Tôi chưa từng thiên vị, vì tim tôi nằm ở đây, không lệch không nghiêng về phía ai hết. Không phải vì tôi đang so sánh đâu, vị trí tim của tôi thực sự không giống người khác. Bắn đi! Sư phụ, hy vọng tôi hiểu đúng. Tôi biết anh chắc chắn vượt qua được, đúng không? Hồ Chí Huy đối với cậu thế nào? Tôi vừa gia nhập, hắn nhất định rất đề phòng. Lần này tôi có nhiệm vụ rất quan trọng, chính là chủ động tiếp cận hắn. Mục tiêu là khiến hắn hoàn toàn tin cậu. Do tôi làm không tốt sao? Không phải, cậu làm rất tốt, chỉ là đối thủ rất xảo quyệt. Tôi từng tiếp xúc với tên Hồ Chí Huy này, cậu phán đoán rất chuẩn xác. Bây giờ có anh tới rồi, thầy trò ta hợp sức, chắc chắn bắt gọn được hắn. Cậu đừng khinh địch, làm gì cũng phải dự trù tình huống xấu nhất. Không thấy Tiểu Thiên đâu. Không thấy à? Anh nói anh ấy đi rồi sao? Phải, cái tên này hoàn toàn biến mất vào thời khắc quan trọng, sắp trực tiếp rồi, đi đâu tìm chú rể? Kevin, hay anh làm đi. Dù lớn như vậy, con đã hỏi ý mẹ chưa? Mẹ à, làm gì vậy? Còn cô là thứ trơ trẽn. Có thể trước đây vì đòi nợ nên tôi mới theo cô, nhưng thực lòng giờ đây bảo vệ cô đã trở thành thói quen. Tôi cảm thấy mình nên ở bên cô và nên giúp cô thoát khỏi nguy hiểm. Tôi cảm thấy đây giống như một sứ mệnh của tôi vậy. Tôi phải làm như vậy. Tôi nghĩ làm Tôi muốn cứ làm vậy mãi. Cho anh một cơ hội đi. Tâm Nguyệt, bây giờ trên người anh không có hoa tươi, không có nhẫn, bên cạnh cũng không có người kéo đàn violin, nhưng mà anh muốn chính thức cầu hôn với em. Anh cảm thấy cho dù sau này chúng ta ở bên nhau, con đường sau này cũng sẽ không thể thuận buồm xuôi gió. Nhưng đồng thời anh cũng có lý tưởng của anh. Đời này anh chỉ muốn kết hôn một lần, chỉ muốn làm lễ cưới một lần. Anh muốn tìm một người phụ nữ anh thích, người mà mình yêu.
Anh muốn nắm lấy tay cô ấy. Anh muốn ở bên cô ấy. Anh muốn cuộc cô ấy cứ vậy chậm chậm bước tiếp, để cô ấy chia sẻ tất cả niềm vui của anh, để anh gánh vác hết mọi đau khổ, mọi thất vọng, mọi điều không vui của cô ấy. Tâm Nguyệt, lấy anh đi. Anh biết tối qua đã uống rất nhiều, nhưng mỗi một câu nói ra anh đều nhớ rất rõ. Anh đã nói đời này chỉ kết hôn một lần, vậy nên hôn lễ ngày mai đối với anh không phải để thể hiện hay làm trực tiếp gì hết. Đó thực sự là hôn lễ duy nhất trong cuộc đời của anh. Anh không được để em tìm không thấy anh. Biết chưa? Kim Tiểu Thiên, không phải anh đã hứa với em từ nay không rời xa nữa sao? Không phải anh đã nói dù anh đi đâu em cũng sẽ tìm được anh sao? Vì sao anh lại là người rời đi trước? Mẹ thật sự hiểu lầm rồi. Hôn lễ này là nội dung phát trực tiếp cho khán giả xem thôi. Gì mà trực tiếp? Con đừng giấu mẹ. Con không giấu mẹ mà. Con sợ mẹ nghĩ nhiều thôi. Lần trực tiếp này là kế hoạch của một mình con, không dính dáng tới Tâm Nguyệt. Mẹ đừng trách cô ấy. Giả lại, tụi con chỉ là bạn bè thôi. Ý con là giữa con và cô ta không có gì. Không có. Con nói thật đi. Mẹ nghỉ ngơi đi đã. Đừng có đánh trống lảng. Con nói thật đi. Giữa con và cô ta suốt cuộc là bạn bè hay là người yêu? Mẹ à, mẹ đừng kích động. Mẹ nằm xuống đã. Đây là cao nguyên, mẹ kích động sẽ tăng huyết áp, nguy hiểm lắm. Con trả lời mẹ đi. Là bạn bè, bạn bình thường, bình thường nhất. Được chưa? Thật sao? Thật. Vậy thì tốt. Mẹ không mong con và cô ta tiến triển thêm bước nào đâu. Hai ngày này con thu dọn đi, chuẩn bị về Thượng Hải với mẹ. Mẹ, dự án trực tiếp chuyến đi chưa kết thúc mà. Sao có thể nói đi là đi? Chi Hàng à, mẹ biết con rất chăm chỉ làm việc. Mẹ rất vui vì điều đó. Nhưng mà gần đây xảy ra nhiều chuyện, mẹ không yên tâm để con ở đây. Con biết mẹ quan tâm con, nhưng giờ con lớn rồi, không còn bé nữa. Lúc con còn nhỏ mẹ từng nói làm gì cũng phải đến nơi đến chốn, trực tiếp xong con sẽ về, được không? Cũng còn mấy ngày thôi. Vậy con mau kết thúc đi, mau làm xong rồi về. Dạ được, vừa xong là con về Thượng Hải ngay. Được rồi, mẹ đeo ống thở vô đi. Tâm Nguyệt, xuống ăn cơm đi. Chút nữa tôi sẽ xuống. Được, vậy nhanh lên đi. Cảm ơn cô Helen đã lặn lội đến đây vì tôi. Có gì đâu, đã lâu lắm mình không gặp nhau, tôi nhớ cô lắm. Nếu Lisa không bảo tôi về gấp, tôi thực sự muốn thay cô trị tên Kim Tiểu Thiên đó. Chăm sóc bản thân nha, phải chú ý sức khỏe.
Đến nơi thì báo bình an. Được, yên tâm đi. Tôi đi đây, tạm biệt. Tạm biệt. Yên tâm đi. Tạm biệt. Gần đây bên ngoài bị điều tra gay gắt, có thể chúng ta phải ở đây thêm một thời gian nữa. Các anh em cẩn thận. Tôi có chuyện ra ngoài một chuyến. Thiên Yết, cậu thay tôi trông coi. Cố gắng đừng ra ngoài nhiều. Nếu có ra ngoài thì nhớ để điện thoại lại. Tiểu Bằng, đi theo tôi. Tên Kim Tiểu Thiên này làm sao vậy? Vốn dĩ chuyến du lịch sắp kết thúc mỹ mãn rồi, cuối cùng do anh ta mà xảy ra vấn đề. Kim Tiểu Thiên người ta chắc có việc gấp, không kịp chào hỏi. Chuyện gấp gì, đến chào hỏi cũng không kịp. Chào hỏi mất mấy giây, anh ấy đi đâu rồi chứ? Nếu em rảnh, tức giận người ta, nên nhanh nghĩ xem làm sao để níu kéo nhà đầu tư đi. Chính vì chúng ta dính tới cái quả này nên sở tổng mới không kéo được vốn đầu tư. Đây là quả của Kim Tiểu Thiên gây ra. Tôi nhất định phải tìm ra anh ta, tính món nợ này. Cô còn đi tìm anh ấy làm gì? Kiểu người không có tinh thần đoàn đội như vậy nên sớm rời đi. Thịnh Hạ, ăn đồ ăn đi. Nè, hàng sau, bảo vệ tay bắn tỉa đi chứ. Anh Huy khi nào quay lại? Hôm nay anh ấy không về đâu. Tôi đói. Đợi tôi đánh xong ván này, dù sao cậu cũng không đói chết được. Nè, cậu đi đâu? Tôi đói rồi. Đợi tôi đi với cậu. Hai cậu lo coi nhà đi. Nhanh nhẹn lên một chút. Tâm Nguyệt, cô thực sự không quan tâm sao? Đi đâu là tự do của anh ấy. Tôi cũng không tò mò gì. Nhưng mà hai người, Tâm Nguyệt người ta đã nói rồi, cô ấy không muốn biết thì em đừng có hỏi nữa. Hà hà. Nhưng tôi vẫn thấy rất kỳ lạ. Kim Tiểu Thiên anh ấy tuy bình thường không nghiêm túc lắm, nhưng lúc quan trọng đều biểu hiện rất tốt. Chuyện này là sao chứ? Cậu không muốn sống nữa sao? Làm không xong có khi chúng ta bị truy nã đó. Cậu muốn chết thì đừng kéo tôi theo. Không phải anh ấy xảy ra chuyện gì thật chứ? Chúng ta có cần báo cảnh sát không? Anh đừng nói bậy. Vậy thì do làm mất điện thoại không liên lạc được với chúng ta. Anh bị ngốc sao? Bây giờ xã hội hiện đại mất điện thoại mà tìm không được sao? Vậy thì chắc chắn anh ấy có nguyên nhân. Mọi người ăn từ từ, tôi ăn no rồi. Về phòng nghỉ ngơi đã. Tâm Nguyệt, dì Phương, có cơm không? Cho cháu một chút. Mấy đứa nói cái gì vậy? Không có gì. Nè, cậu húi đồ ăn nhanh lên, tôi đi vệ sinh.
Diễn chưa xong sao? Sao nhanh vậy? Đông quá, hết chỗ đi. Sắp xong chưa? Để thêm một lát sắp xong rồi. Cơm của các anh xong rồi đây. Con thực sự không tin. Con còn tưởng anh ấy khác với người khác. Từ sau khi rời xa dì, con đã rơi sâu vào trong trạng thái báo thù. Con biết lòng người hiểm ác. Con sẽ không tin thêm một ai nữa. Con thấy bản thân mình đã mất đi sự vui vẻ nên có của một cô gái bình thường. Cho nên con đã khóa trái tim mình lại, không cho bản thân cũng như bất cứ ai cơ hội. Con cứ nghĩ con lại có cơ hội, có thể tin tưởng người khác rồi. Xin lỗi con. Tâm Nguyệt, dì vô dụng, dì không bảo vệ được cho con. Xin lỗi dì Phương. Em tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Không phải đàn ông nào cũng đều gây tổn thương cho phụ nữ. Trên thế giới này, ở xung quanh em còn có rất nhiều người quan tâm tới em. Cảm ơn sự quan tâm của anh. Cho dù trong tim em nghĩ như thế nào, nhưng mà trong lòng của anh, chỉ cần em sống tốt thì anh mới yên tâm. Em hiểu không? Kevin, cái tốt của anh tôi không nhận được. Anh đi đi. Tâm Nguyệt, anh không biết Kim Tiểu Thiên tại sao lại làm tổn thương em, nhưng mà anh muốn cho em biết, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì vẫn còn có anh ở bên cạnh, còn có Sở Chi Hạc anh luôn ở bên cạnh em. Kể từ hôm nay anh sẽ không nhượng bộ, sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em. Anh muốn chăm sóc cho em cả đời. Em hứa với anh. Cho dù không phải là Kim Tiểu Thiên, cũng sẽ không là anh. Xin lỗi. Tại sao? Có lúc tôi cũng hy vọng, tôi không biết chuyện gì, có lẽ như vậy tôi có thể sống vui vẻ hơn, cũng có thể trở thành người bạn thực sự với anh. Nhưng mà với thân phận hiện tại của chúng ta thì đó là chuyện không bao giờ có thể xảy ra. Em nói vậy nghĩ là sao? Em suốt cuộc đang nói cái gì vậy? Xem ra Sở Hồng Phi vẫn chưa nói gì với cậu ấy. Dì Phương, hai người có ý gì? Chuyện này liên quan gì đến ba cháu? Hai người đang nói cái gì vậy? Sự việc đã đến bước đường này, dì nghĩ thay vì để người khác nói qua loa đại khái, chi bằng để tự dì nói rõ với hai đứa vậy. Năm xưa Sở Hồng Phi tài hoa vượt bậc, khôi ngô tuấn tú, là ngôi sao sáng trong trường. Lúc đó dì 20 tuổi đầu, yêu đương mù quáng,
Dì ngưỡng mộ sự tài hoa của anh ta, nhưng không ngờ rằng anh ta lại chủ động đối tốt với dì. Nào, rõ ràng biết rằng anh ta đã yên bề gia thất, nhưng vẫn không chống lại nổi sự mê hoặc, sa vào lưới tình. Ban đầu, bọn dì cũng từng có những thời khắc đẹp đẽ. Nhưng dẫu sao là mối quan hệ không thể công khai. Thời gian càng dài, mối tình trái luân thường này mang đến cảm giác bất an, buồn phiền và hoài nghi, giống như cỏ độc nảy mầm trong lòng gì. Sở Hồng Phi cũng dần dần bộc lộ những bản tính mà trước đây gì không biết. Anh ta cứ luôn hứa với gì là sẽ ly hôn, nhưng năm lần bảy lượt nuốt lời. Vì muốn thoát khỏi anh ta nên mới mời thầy Lý cùng đi vẽ thực tế. Nhưng đến lúc lên đường mới biết anh ta cũng đi chung với bọn dì. Cứ như vậy vừa đi vừa vẽ, cho đến khi đến dưới chân núi tuyết của Shangri-La. Anh Kỳ Phong, hôm nay anh vẽ thế nào rồi? Mỗi ngày đều không giống nhau, vẽ đẹp lắm. Cậu thì sao? Tôi không được. Tôi tìm nửa ngày trời cũng không tìm ra cảm giác. Đẹp thật, phải. Cảm giác vẽ của anh tốt hơn tôi. Tôi qua đó coi Phương Phương sao? Em ấy ở bên kia. Phương Phương, sao mấy ngày này em cứ tránh anh vậy? Em không có, em chỉ chuyên tâm vẽ thôi. Anh cũng muốn chuyên tâm vẽ, nhưng mà mấy ngày này cứ vẽ không xong, chỉ cầm bút vẽ thì trong đầu đều muốn vẽ em. Sao tay em lạnh vậy? Nào để anh làm ấm tay cho. Không cần. Anh nghe dân địa phương nói có một truyền thuyết rất đẹp, những đôi tình nhân cùng nhau ngắm nhật nguyệt cùng tỏa sáng sẽ yêu thương nhau mãi. Tiếc rằng hôm nay không có. Phải, hôm nay không có nhật nguyệt cùng tỏa sáng, nhưng anh thề anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc. Thật đó, hãy tin anh.
Anh Kỳ Phong, tôi qua bên kia đi dạo. Hồng Phi, tôi nhắc nhở cậu nên dừng lại đúng lúc. Tôi thật lòng với Phương Phương. Tôi chỉ biết cậu đã có gia đình. Tôi hiểu rồi. Ý dì nói dì và ba cháu trước kia là người yêu sao? Chuyện này quá hoang đường. Đúng, nói là người yêu quả thực không thích hợp lắm. Bởi vì ba của cậu dù gì lúc đó cũng đã kết hôn, nên nói là nhân tình của anh ta thì đúng hơn. Cũng chính là kẻ thứ ba mà bây giờ người đời đều muốn đánh. Dì Phương, dì đừng nói như vậy. Dì cũng là người bị hại. Chạy mau, chạy mau, chạy mau đi, chạy mau, chạy mau. Mau vào trong. Thầy Lý, chuyện tuyết lở dì nghĩ Lý Tâm Nguyệt đã kể với cậu rồi. Dì chính là cô nữ sinh năm đó sống sót nhờ được thầy Lý cứu. Cùng sống sót với dì còn có ba cậu, Sở Hồng Phi. Phương Phương, không sao chứ? Mọi người không sao chứ? Vậy Lý Kỳ Phong thì sao? Lý Kỳ Phong! Lý Kỳ Phong! Lý Kỳ Phong! Lý Kỳ Phong! Kỳ Phong! Lý Kỳ Phong! Lý Kỳ Phong! Kỳ Phong! Lý Kỳ Phong! Đội tìm kiếm cứu nạn đã tìm mấy ngày vẫn không tìm thấy thầy ấy. Ai nấy đều nghĩ sống sót sau tuyết lở là một loại may mắn. Nhưng bản thân gì biết sống sót mới là trừng phạt. Phương Phương à, em tỉnh rồi. Em đã hôn mê mấy ngày rồi. Thầy Lý đâu? Tìm thấy thầy Lý chưa? Em đừng kích động nghe anh nói. Thầy Lý,
vẫn chưa tìm được. Nhân viên cứu nạn nói có thể đã hết hy vọng. Không được, không được từ bỏ. Em phải đi tìm thầy Lý. Em nằm xuống đi, nằm xuống. Em nghe anh nói bây giờ sức khỏe của em còn rất yếu. Trận tuyết lở đó rất nghiêm trọng. Thầy Lý không còn khả năng sống sót đâu. Cô nói xem thầy Lý cũng là người đa tình, liều chết cứu mạng một cô nữ sinh có quan hệ mờ ám như mình. Kết cục thì vợ mình trên đường đến chịu tang lại bị tông xe. Thật không biết chúng ta có nên cứu cô nữ sinh này không. Chỉ cần là bệnh nhân chúng ta đều phải cứu. Tôi nghe nói hiện trường tông xe thê thảm lắm. May mắn là đứa bé không bị gì. Đứa bé đó về sau cũng là cô nhi rồi. Tôi nghe nói đến bây giờ còn ở trong đồn cảnh sát. Hình như là như vậy. Đáng thương quá đi. Cô nói xem cô bé đó sau này sống một mình kiểu gì chứ. Thì đó. Phương Phương, anh tìm em khắp nơi. Phương Phương à, xin lỗi Phương Phương. Nếu không phải Trần Chính Thiến tùy tiện tìm đến lại gặp phải phóng viên, sự việc sẽ không thành ra như vậy. Cô ấy vì hận em, sau đó bịa đặt một lời nói dối. Cô ấy đổ hết trách nhiệm lên em. Xin lỗi Phương Phương. Anh thực sự không ngờ sự việc sẽ thành ra như vậy. Tất cả đều do anh gây nên. Trên núi tuyết anh thấy chết không cứu. Vợ của anh Trần Chính Thiến gọi điện cho vợ của thầy Lý, nói tôi và thầy Lý có quan hệ bất chính, mới dẫn đến vụ tông xe. Chính hai người mới là kẻ khiến thầy Lý nhà tan cửa nát. Xin lỗi Phương Phương. Xin lỗi Phương Phương à. Phương Phương, anh, Phương Phương à, anh nghĩ kỹ rồi, anh sẽ nuôi dưỡng con gái của anh Kỳ Phong, xem như bù đắp sai lầm của anh. Anh nhất định đối xử tốt với con bé, anh nhất định sẽ cho đứa bé này những gì tốt đẹp nhất, được không? Không được, có Trần Chính Thiến ở đó, chị ta sẽ không đối tốt với con bé. Hay là như vậy, để tôi nuôi nấng con bé, như vậy lương tâm của tôi cũng sẽ được dễ chịu đôi chút. Vậy chuyện chúng mình thì sao? Anh yên tâm đi, vì tiền đồ của anh tôi sẽ không nói ra. Nhưng tiền đề là tôi không muốn gặp lại anh nữa. Phương Phương à, Phương Phương. Vì muốn dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho một phút đông nỗi của mình.